Trước khi vào video, mọi người cho em xin một like và một subscribe để giúp cho kênh được phát triển hơn nha. Em cảm ơn mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với channel của Xem Nhà Online. Như thường lệ, em luôn để số điện thoại chủ nhà ở dưới video cho mọi người liên hệ trực tiếp, không cần phải qua môi giới. Ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu cho mọi người căn nhà ở quận Tân Phú, hẻm rộng tới 5m mà giá chỉ có 2.3 tỷ. Mọi người đi đến đường Kênh Tân Hóa ở quận Tân Phú và đi vào hẻm 132. Trước khi xem nhà thì em mời mọi người xem qua một số tiện ích xung quanh như là hiệu thuốc Long Châu, Bách Hóa Xanh, có một khu chợ cách nhà chỉ 300m, phòng tập gym, siêu thị Cup Food, cây xăng Hiệp Quế, xung quanh nhà có rất nhiều quán cà phê sang trọng, nhà hàng Nhật Bản và đặc biệt cách khu vui chơi Đầm Sen chỉ khoảng 1 cây số. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 132/15 đường Kênh Tân Hóa, phường Phú Trung, quận Tân Phú. Trước nhà rộng 5m, xe hơi đổ trước cửa, hẻm thông thoáng không ngập nước. Nhà cách mặt tiền chỉ khoảng 30m. Diện tích nhà là ngang 2, dài 9m6, kết cấu một lầu, diện tích sử dụng là 39m2, giá đang kêu là 2.3 tỷ còn thương lượng. Nhà hiện tại đang cho thuê cho nên có thu nhập mỗi tháng. Bây giờ em mời mọi người xem kết cấu bên trong nhà. Nhà thích hợp cho gia đình nào tài chính dưới 3 tỷ muốn nhà hẻm xe hơi tới tận nhà mà khu vực xung quanh đông đúc sầm uất. Tiếp theo là khu vực ở lầu 1, ở đằng sau thì đang được làm chỗ giặt đồ và phơi đồ. Còn phía trước thì đang có một phòng ngủ và có cửa sổ ở bên trong.